Sáng ngày 26 tháng 10, Đảng ủy phường Nam Khê đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự trực thuộc Đảng bộ phường Nam Khê. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Chi bộ quân sự phường Nam Khê có 5 đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường được chỉ định làm bí thư chi bộ lâm thời. Việc thành lập chi bộ quân sự phường nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, chúc mừng và tin tưởng với việc thành lập chi bộ quân sự, Đảng bộ phường Nam Khê sẽ có thêm một bước tiến mới trong xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Nam Khê cần quan tâm chỉ đạo chi bộ quân sự phường khẩn trương ban hành kế hoạch, chương trình công tác thực sự hiệu quả gắn với thực tiễn cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền phường về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường Nam Khê ngày càng vững mạnh.